Rồi, hello em với cá, chào tất cả anh em nha. Thì sau mấy ngày vắng mặt em đi lấy hàng thì hôm nay em đã trở lại làm phiền túi tiền của anh em tiếp đây anh em nha. Đấy, thì cái này em có lựa được một ít máy lớn tầm khoảng 30-40 con thôi anh em nha. Đấy, thì hôm nay em sẽ quay cho anh em xem và tham khảo. Thì em giới thiệu luôn, thì hàng bên em toàn bộ là điện 100V và hai cây phong bàn này nó cũng là điện 100V luôn anh em nha. Đó, chứ còn mấy con này chạy bằng xăng dầu vậy đây. Đó, hai con kia chạy pin. Con này mấy phát chạy dầu, ở bên chạy xăng gì em không biết luôn, chạy xăng hay chạy dầu gì á. Đó, xăng pha nhớt gì đó tùm lum á. Rồi có mấy con ngoài sau kia thì chạy điện 100V hết anh em nha. Toàn bộ sẽ chạy điện 100V. Thì hàng bên em thì tất cả là em bao ship cho anh em nha. Toàn bộ luôn là em bao ship cho anh em. Đấy, và tất cả trong mấy trong đây thì toàn bộ là sống hết rồi, chỉ có cây con bàn này, này nó sống nhưng mà chạy, nó chạy cái tụ nó bị chết sao nó chạy yếu, lát em sẽ quay cho anh em coi luôn. Đó, thì toàn bộ là nó đều chạy hết anh em nha, tất cả luôn đều chạy hết. Con nào mà có lỗi như thế nào thì em sẽ báo cho anh em biết. Đó, thì những con đó thì giá nó sẽ rẻ hơn những con chạy bình thường. Đấy, hàng bên em thì bao ship rồi anh em nha, và anh em lưu ý kỹ giùm em là điện 100V và hàng thì cọc trước 30% anh em nha. Đó, toàn bộ cọc trước 30%, còn bao nhiêu em sẽ gửi về đến nhà. Khi mà anh em nhận hàng, anh em khui thùng kiểm tra đúng với hàng của mình đặt thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại. Còn nếu như mà có sai sót gì, bởi vỡ hoặc là không đúng hàng gì đó thì thiếu hàng, anh em gọi lại giùm em luôn để em giải quyết ngay lúc đó luôn em nha. Anh em đừng có nhận xong em không có giải quyết được, khi shipper người ta gạch cước người ta đi rồi là em không có giải quyết được anh em nha. Anh em lưu ý kỹ giùm em đó, là khui thùng trước khi nhận giùm em nha. Rồi bây giờ em sẽ quay từng con một anh em xem và tham khảo ha. Rồi đầu tiên thì em sẽ quay con máy mài nước anh em nha. Đó, mài dao mã số 400 anh em nha, mã số 400 thì em nó là 2 triệu một con. Đó, là bao ship rồi anh em nha. Đá này cũng mịn lắm anh em ơi, nó cũng không có phải này. Đó, dặn em không biết là độ mịn độ bóng nó bao nhiêu, hồi đó em không có rành mấy cục này. Này, cử nó vẫn còn nha. Đấy, rồi ok quay đi em. Đây 250W, đá 150 với lại đá 200. Đây, đá 150 với lại đá 200. 2950 vòng cho đến 3500. Rồi. Đi chân mà. Để mua cái nhựa này thôi. Bởi mua cái nhựa thôi. Đấy, rồi ok. Bên này là mài dao. Đấy. Còn bên này là mài khô, tu nó nhanh, bên này tu nó nhanh hơn. Rồi. Rồi ok luôn. Rồi em này thì như là nó là hàng Đài Loan anh em nha, hàng Đài Loan xuất, nó điện 100V nha. Đấy, thì mã 400. Mã 400 giá là 2 triệu anh em nha, mã 400 2 triệu. Đấy. Mã 400 2 triệu. Nguyên vẹn hết. Đấy. Rồi ok đi luôn em. Đi thôi, mã 400 đi em. Rồi tiếp tục. Đây. Mã 401. Nhanh. Bỏ miếng gì lên mày thôi kìa. Mày ra lửa luôn. Rồi đưa. Rồi motor sống anh em nha, anh em giờ phải thay lại cái cọng dây nhám của nó. Đấy. Nhám nó nhám cũ rồi. Motor thì còn sống nè. Rồi. Mấy ông nợ đời cũ này thì nó là dao băng á. Đấu trực tiếp luôn, không có công tắc. Này đấu trực tiếp luôn em nha, em không có, nó không có công tắc. Đấy. Em đấu ông phát một trực tiếp luôn. Nó không có công tắc. Vô ông phát là chạy luôn. Rồi, 401, 1 triệu 8 luôn. Cổ nhám của nó, cổ nhám một tổng chiều dài bao nhiêu em? 40. Tổng chiều dài nhám nó là 40. 10. Rồi 401 1 triệu 800k dành cho em nó luôn. 401 1 triệu 8 luôn. Rồi 402. Này 15 kg. Này nó nặng 15 kg anh em nha, nhưng mà đội bao nhiêu em cũng không biết luôn. Thì nó to lắm. Đấy, nó to lắm. Xả ra mà
Cái này thì anh em giờ chim dầu nhớt vô lại một tí anh em nha. Đó, mở nắp chim dầu nhớt vô lại một tí. À, đóng lại đi em. Dặn vô nhé. Lấy cái kìm á, lấy cái nó mở lớn nó cứng. À, nó lên từ từ, hình như là nó bị thiếu nhớt anh em nha. À, nó lên nè. Hả? Sao? Thiếu dầu thủy lực anh. À, thiếu dầu thủy lực hả? Đó. Nó lên thì nó cũng lên anh em nha, chứ không phải là nó không lên đâu. Đó, nó lên có khúc á. Nhưng mà nó lên chậm. Rồi, quay lại một vòng. Cái này đây, hãng của Hybra vậy đây. Nhưng mà nó bị mờ cái tem rồi, em không biết nó là bao nhiêu tấn luôn. Đó. Nó nặng 15 kg anh em nha. Ừ. Rồi, em này. Rồi, về nha. Dạ dạ. Dán lên em. Mã 40. Còn cái bơm, cái bơm kia cũng 110 à, nó xài 110 đó hả? Dạ dạ dạ. Toàn bộ 110 hết anh. Cái này với cái cả cái cục bơm ép đó bao nhiêu? Còn bộ bao nhiêu tiền? Tùy theo bộ nãy cũng chưa ra con coi nữa. Này nó không bằng dán vô đây nè, dán này, dán đây. Nhớt quá. Nhớt quá. 402 rồi, con này 1 triệu luôn anh em nha. Đó, 402 1 triệu luôn. Ok. Dạ. 403. Rồi 403. Rồi 403 con này 900. Mới kinh anh em nha, con này hàng của Đài Loan xuất nè anh em nha. Đấy, lộn cây, ngược cây. Lên em đứng lên, đứng lên luôn em, đứng lên luôn, đứng lên. Nó còn mới tinh anh em nha, con rừng con này cũng còn mới tinh rồi. Rồi lên. Đó, sách chính xác bảo hành có đầy đủ anh em nha, nhưng mà không có bảo hành đâu anh em. Rồi con này 900k độ 2 tấn anh em nha, con này 900k độ 2 tấn độ cá sấu, tay cũng mới luôn. Đó, mới không bằng cái cục kia. Rồi ok, mã 403 độ 2 tấn được 52. Rồi bỏ vô em, bỏ vô. Con này về là dứt luôn, không cần dọn luôn em nha. Độ 2 tấn. Rồi 403 900 một con. Dứt mang máy xăng rồi trước đi em. Rồi 404 1 triệu luôn em nha, 404 1 triệu luôn. EG500 Sindawa giật được anh em ơi. Con này giật thì được. Đấy, quay cái tem nè. À, mã quên 100V. 8.3A đời sơi 12V nữa đây. Đấy, rồi một mặt. Đây, mặt thứ hai. Rồi đây mặt thứ hai. Đây mặt thứ ba. Còn nguyên trinh anh em nha. Đây mặt thứ bốn có tem đây. 8.3A Sindawa ok. 500VA điện 100V. Đấy. Ở dưới ok. Rồi, cái này em bán sát luôn anh em nha. Em không có bao cái gì đâu, chỉ là bao ship thôi anh em nha, là mở nắp xăng ra luôn em. Đây, còn mới cáo luôn anh em. Đó, hết xăng luôn anh. Mở nắp xăng nó còn mới cáo à. Rồi, 404. À quên, đúng rồi, 404 giá của em nó là 1 triệu bao ship anh em nha, Sindawa EG500. Rồi con này 405. Rồi con này 405, con này giật cứng anh em nha. Đó. Con thoi lá giật cứng, nó không cần giật luôn em. Đó, nó bị tét tét cái miếng mấy miếng vỏ nhựa hoài nữa nè. Đây. Đây nữa nè. HB 2320. Đó, còn khúc sau thì còn ok nha, nhưng mà giật không được. Con này giật bao cứng luôn. Giật bao cứng luôn, con thoi lá. Đủ đồ á, nhưng mà nó bị bởi mấy cái này là giật nó bị cứng. Rồi. 405 350 luôn em nha. 405 350k luôn. 406. Rồi con này 406, hàng của Kyurit. Rồi 500k dành cho em nó luôn, anh em về dọn nha. Mang máy xăng này em không có dọn đâu anh em nha. Đấy. Xuất chỗ này một xíu đi. Về sau bán vậy luôn em nha. Để nó xuất chỗ này một miếng hả? Đó. Xuất chỗ đó một miếng. Rồi, kiểu cái tay bóp ra. Kiểu tay bóp ra hả? Rồi rồi rồi. Rồi, rồi con này 450 anh em nha. 450k. Đó, 406. 450 anh em nha. Đó. Nó bị tét cái miếng ở dưới một tí.
Lam dài 58. Giật ok luôn. Rồi, hàng bên em máy con này chỉ bao ship cho anh em thôi nha, anh em về tự dọn ha. Rồi 406 450 luôn. Rồi con này 407 mất bô ri rồi. Chiều cái tăng tay bóp chiều cái cầm rồi. Vậy hả? Sao nãy không nói. Anh nhìn anh tưởng đủ đồ chứ. Rồi ok. Giật thì được rồi anh em nha. Đó, hàng của Maru Yanma MTL230. Đó, hàng Maru Yanma. Giật thì ok rồi. Nhớ thiếu cái bô ri. Đúng không? Thiếu bô ri nè. Đó, mất cái bô ri. Kiểu cái tay cầm. Thiếu cái tay cầm. Lại tay bóp ga. Đó, nó thiếu hai ba cái. 50, làm dài 50. Rồi 407 400k luôn em nha, mã 407 400 luôn. Rồi con này 408. Một con Eto. Con này nặng 28 kg anh em. Eto 125, nặng 28 kg. Bỏ cái ký lên quay em, bỏ cái ký lên quay. Bỏ cái ký lên quay cho nó dễ. Rồi. Quay, quay. Đó, rồi. Đấy, ra vô nhẹ nhàng, nói chung là con này giờ bắt ốc vô là quất luôn anh em. Đó, từ từ quay ra chết luôn em, quay ra hết luôn. Đó, cái này thì nó chỉ là ráp vô thôi, còn anh em muốn bỏ hai cái càng khác á, thì anh em bỏ cái này ra nè, tháo hai cái này ra. Đó, bỏ gặn hai càng khác vô. Con này nặng tổng cộng 28 kg, ở tô 125. Hình thức cột ok nha. Rồi quay lại em. Quay vô lại. Vào nhét vô nè. Rồi con này chỉ giờ còn giờ kiếm cái bàn ráp vô nữa là ok anh em nha. Đấy. Rồi thả tay đó. Bao nhiêu ký, đúng 28 không? Đúng 28 rồi, thả. Đúng rồi. 28 ký. Rồi, con này hiệu của ba tên gì đây. Đấy. Nói chung là nó còn sáng gió anh em nha. Con này 2 triệu bao ship anh em nha. Đấy, nặng 28 ký. Kẹp 20. Kẹp này nó làm kẹp 20 luôn đó. Thì anh em thích nó bỏ tháo hai này, hai miếng sắt này ra. Này 50 đó. Rồi, mã 408 2 triệu. 408 2 triệu. Rồi cho ba cái con xăng kia ra nữa em. Mấy xăng nữa. Rồi 409 con này 1 triệu 2. Giật em. Tuột cót này rồi anh em nha, con này tuột, bị tuột dây cót rồi. Đấy, bán sát luôn anh em, về tự dọn luôn. Con này đá ba, đo cái dành nó bao nhiêu em. 409 1 triệu 2, con này đủ đồ. Con này 305 á, đá 305 anh em nha, đo ra 33 thì nó là 305. Quay được. Quay được. Nó hơi dơ thôi, đấy, một con cắt đường. Cắt sắt cắt đường nha, lưỡi thì lưỡi cắt sắt anh em nha. Đấy, rồi con này 409 đủ đồ, 1.200.000 bao ship anh em về tự dọn giúp em nha. Tổng chiều dài của nó bao nhiêu em? 65. Tổng chiều dài từ trước ra sau là 65. Đó, mã 409 1.200.000 luôn. À, hai của mấy cày anh em, hai mấy cày. Đây hai mấy cày anh em, hai mấy cày mini xài pin. Rồi, 400k thì con này vỏ binh này lật là lên đây. Vỏ binh này hơi nó bị tét cái này miếng anh em nha, tháo tét này rồi đó, lật lại em, lật lại mới tét được. Đấy, binh nó hết rồi nè em, mới kích lên đợi vỏ chạy á. Đấy, máy này còn sống nè, 18 v, con này 18 v, cái vỏ binh này bị tét rồi anh em nha. Đó, con này vỏ binh bị tét rồi. Bóp xuống đẩy ra. Đó. Đây. Vỏ bình này bị tét ở đây anh em nha. Đấy. 18 v. Con 1500A kia đây. Đấy, rồi ok. Rồi con này 400k anh em nha, hình như bị mất cái chốt cày gì ngay đây nữa nè. Đấy. Một mấy cày. Này giờ đánh vườn như nó vui luôn anh em nha. Đấy. Làm sao? Mày rút ra được đó. Mày rút được. Chưa được xíu anh. Rồi, 400 bao ship anh em nha. Máy còn sống anh em nha. Đó, rồi mã 410, 400k đi em. Rồi con này 411, 450 anh em ơi. 411
một máy cây. Máy thì chạy mà nó bị dính cái gì nó anh em. Giờ tháo cái chỗ đó ra coi làm lại anh em nha, còn máy thì chạy rồi, chạy ok rồi. Đó, nó coi này nó có tay rút nè. Rút. Hết rồi. Đấy, đấy, rồi, rút dài coi đó là hết rồi anh em nha. Tầm mét mấy thôi. Con này thì pin nó không bị ấy, con này 24V li-ion vậy đây, battery 2.0A. Đấy. Rồi, 450 con này luôn em nha, mã 411 450k. Hình thức còn mới lắm. Đấy. Rồi, 411 450 luôn, một con máy cày. Anh em giờ tháo cái làm lại cái răng đó anh em nha, 411. Đó. Rồi, tiếp tục con này 412. Con này bị bởi rồi hả? Bởi chân rồi hả? Xích hai tay chéo em. Trời, tháo nguyên giấy thôi. Rồi, con này thì hàng của Mitsubishi. Đây. Mitsubishi gia băng 400W anh em nha, điện 100V. Đấy, nặng 29kg. Chạy thì ok rồi. Nặng 29kg anh em nha, còn một cử nè. Gãy một cử, còn một cử thôi. Hai viên đá hai bên thì còn. Đấy. Nặng lắm anh em nha, sức đều luôn đi. Con này nó sức đây, một tay bên này, tay bên này, còn hai chân này thôi anh em nha. Còn hai chân chéo thôi. Đấy. 42 anh. Rồi, 42, 1.500k dành cho em nó luôn. Đó, hàng bên em là bao ship rồi anh em nha, mã 42 1.500, nặng 29kg, hàng Mitsubishi. Hàng gia băng. Đây, cái tem đó anh em chụp màn hình lại giúp em nha. 400W. Rồi, 42 triệu rưỡi luôn. 43. Rồi, 43. Rồi, con này đá cắt lưỡi 305, một con cắt sắt Hitachi, đá 305. Con này thì nó hơi rào một tí xíu, anh em giờ tháo ra dầu mỡ bạc đạn nhông cốt rồi cho nó anh em nha. Lên xuống thì bình thường, Hitachi. Lên xuống bình thường luôn. Thiếu mỗi nắp bảo vệ nó anh em nha. Đó, thiếu mỗi nắp bảo vệ nó. Đó, chân cẳng thì nó cũng cứng ngắc à. Đó, chân này cao hơn chân này, nó hơi bị rung rinh. Đó. Rồi, con này thì đợi anh em 750 bao ship cho anh em về dầu mỡ vô lại nha. Đấy, 750k. Mã 43, 750 luôn anh em nha. 43, 750. Bon giấy ra luôn đi em ơi. Mấy cái máy này đâu cần giấy đâu. 44 đi. 44. Rồi, con này là con Shindawa, đá 305 luôn em nha, đá 305 luôn. Rồi, con này lưỡi củi cũng không có luôn. Đó, rồi anh em cũng về giờ xin dầu mỡ bạc đạn vô là giúp thôi anh em nha. Đấy, thì con này là cũng y như con kia luôn, không thiếu mất cái nắp luôn. Đó, thì nó cũng là Shindawa, đá 305, rồi 750 luôn em nha. 750k, chân cẳng ok hết luôn. Giờ vừa xin sơ qua là dứt thôi. Đấy, mã 414, 750 luôn. 44, 750 luôn anh em nha. 44, 750 luôn. Rồi, con này sơi 15F anh em nha. Sơi 15F, lưỡi 380, cái lưỡi rất là đẹp luôn. Đó. Máy nói chung là cũng còn chắc lắm anh em nha. Đấy, quay vòng vòng luôn nè. Cử kiếp có luôn. Lưỡi sáng chói luôn nè. Đó. Rồi, test máy đi em. Con này sơi 15F, sơi 15F bơi nó khác anh em nha. Con này sơi 15F thôi. Đó, lưỡi 380. Rồi, test cái thôi em. Chạy rất là ok luôn, test một cái thôi anh em nha. Đấy. Răng của nó chỗ này. Miếng miếng. Bị miếng miếng. Nói chung là răng này xài ok anh em nha. Đấy. Đây, đây miếng miếng nữa nè. Rồi, con này 1.600k anh em nha. Con sơi 15F. Mã 410 à. Mã 45, 1.600k dành cho em nó luôn. Mã 45, 1.600 anh em ha. Đó, đôi chân không gãy không bởi. 45, 1.600, bao ship anh em nha. Con này nặng lắm. Rồi, tiếp tục con mấy con này. Rồi, một em đây, một con máy Tyrian gì đây anh em nha, nhưng mà rất đẹp luôn. Mới kinh luôn. Đó. Tới lui bình thường luôn. Đó. Tới lui nhẹ nhàng.
quay. Con này giờ vệ sinh lại đôi chút anh em nha, quay quay thì quay được nhưng mà nó hơi nặng nè. Đấy. Giờ anh em giờ vệ sinh lại đôi chút, đây là có đồ kẹp luôn. Từ 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 em đợi im nó, đợi im nó, anh xách điện thoại anh quay cho. Quay cái này nó ra vô được không? Nó có cái khó. Được rồi. À, đó. Hết đắt rồi. Nó có cái khó, bẻ lại. Đắt luôn rồi. Nè. Là sao? Hay quay trong. Trong cũng cứng không? Ở đây chỉ nhúc nhích được tầm này em. À. À nó kẹp vậy thôi hả? Đấy, nó kẹp gì vậy? Nó chỉ kẹp vậy thôi. Rồi con này hàng cũng mờ sơ sơ, quay táo quay lui, nói chung là chức năng nó quay ok nên chỉ cần vừa vệ sinh thêm thôi. Còn cái dàn lông của nó thì ok rồi. Đây thuốc vào cái ấm. Máy chạy thì ok rồi nên nha, đo cái ấm đó. 9.3 nè em nha, cái ống 9.3. Đấy. Tổng chiều dài nó là 61, 62. Chiều ngang thì 33. Đấy. Giỡ cái đích lên luôn em. Đó, đích nè anh em. Ok nha, đó, nó không bị gì hết. Hàng cũng mờ sơ sơ. Rồi. Công suất ở đây rồi. Công suất đâu? 750W điện 100V. Đấy. Mã 416. Rồi 4 triệu bao ship anh em nha. Mã 46 con này là đẹp ok luôn. 46 4 triệu. Rồi tiếp tục con này 47 triệu tư. Đó, con khủng long bảo chú này. Đấy, con máy nó chạy bằng cái gì anh em nha. Nhưng mà nó chạy xăng nữa. Đây nè, xăng nè. Rồi giờ lại con này 100V nè. Đây công suất của nó đây. Đấy. Chạy tí tự nó ngắt rồi. Chạy tí tự ngắt hết xăng hả? Nó thổi gió ra đây nè em à. Đây là thổi, nó thổi gió ra đây nè. Mát lắm. Đó. Đó nó chạy tí tự nó ngắt à. Nó chạy đường tí tự nó ngắt nhưng mà nó có dầu này, xăng chạy xăng chạy dầu gì á. Nặng hai mấy ký lận. 23 ký. Bánh xe đẩy đó, ok đàng hoàng. Mà không biết nó chạy cái nơi nó ở cái bình dầu dưới để làm cái gì. 90 gần mét luôn. 90 anh em nha. Đó, rồi 47 1.400k luôn em nha. 47 1.400 dành cho em nó luôn. À, nó hơi mấp mấp tí xíu ngay đây anh em nha. Đó. Hơi mấp mấp tí. 1.400. Còn Orion Z Hunter gì đây. Em không biết luôn. Nó ra gió anh em nha, nhưng mà nó còn bình xăng ở dưới là em không có test được cái bình xăng ở dưới. Rồi 47 1.400k luôn. 47. Rồi em này 48. 900 luôn em nha, một con cưa lỏng đầu gật. Cái con này thì anh em giờ bỏ lưỡi vô phát là nó êm anh em nha. Hả? Bỏ lưỡi vô là nó mới êm được, tại vì cái đầu nó gật lên gật xuống á, có lưỡi nó kéo. Hình thức thì còn mới tinh nè, hả? Nè. Điện 100V trong này anh em nha, mới kèn 100W luôn. Điện 100V, 100W. Nó còn mới kinh nè, đó. Rồi, 48-900k dành cho em nó luôn. 48-900 luôn em nha. Đo tổng chiều cao nè em. À, kìa, gắn ngon dài. 40. 45, đó, rồi. Mã 48-900k anh em nha. 48-900 luôn. Rồi, con này 419. Máy chạy chạy ibru luôn em. Ủa, không thấy hơi ta chạy mà chạy ibru à, bơm gì con chìm hả? Mày đo ở dưới cái chuẩn này, đo ống dưới nó mới chuẩn, tại cái này ở trên rồi. Cái này nó có khúc nối ống ra, ống tầm 50 anh em nha, nhưng mà tại đo cái ống trên nó cho nên nó không có chính xác được ống dưới. Mày 33 thôi. Đó, chiều cao tới ra tới ngay nóc đây là 33 thôi. Còn khá là mới luôn. Đây cái tem nó đây. 425W. 250W.
Rồi, còn khá là mới, máy chạy anh em nha, gắp lại. Đó, chạy. 49, 750 luôn. Rồi ok, 49 750k luôn. Rồi tiếp tục con này đá 355 anh em nha, con này đá 355. Rồi, mã 420. Đá 355 Hitachi. Con này em ru luôn. Bán đá có quay. Đấy. Rồi. Em này đá 355. Ừ. Rồi 850 bao ship cho anh em nha, 850k. Mã 420 850 luôn. Đó, 420 850 anh em nha. Máy chạy ok, con này chỉ cần giờ vệ sinh sơ qua là xài thôi. 420 850 luôn. Rồi chuẩn bị tới mà con quét đường nữa nè. Đây cái đẹp cho tim em. Đây. 1050W anh em nha. Đây. Anh em chụp màn hình lại giúp em nha. Rồi nằm ngã xuống luôn em. Đó, con này con quét đường con quét gì á. Dây điện nối ngay phía đầu anh em nha. Đó. Chạy chậm á. Không biết con gì luôn, bán bao nhiêu con rồi, có mười mấy 20 con rồi mà không biết con gì luôn anh em. Rồi nặng 22 kg anh em nha, 1.100k luôn. Đó, mã 421, 1.100. Tay nó cũng dài lắm, dài hơn 1 mét á. Rồi 421, 1.500k dành cho em nó luôn, anh em giờ nghiên cứu nha. Đó. Mã 400 trở lên chị. Rồi 422, con này 1.300k. Con RGB này đẹp anh em. Lên hơi luôn. Đồng hồ lên hơi nha. Đây. 750W đó. Hàng RGB 8 kg trên cm gì đây anh em ha. Đấy. Điện 100V. Này tổng chiều cao thì nó 53 đó. Này thì 44 đó, 43 44. Đẹp lắm anh em nha, con này thì bao đẹp rồi. Đấy. ACB 50 RGB. Rồi 1.300k dành cho em nó luôn. Rồi con này thì bao sóng và bao ship cho anh em nha. Còn dây hơi rồi anh em về tự ráp giúp em ha. Nó hơi tét tét một miếng ở đây nè. Đó. Cái nắp nó vậy. Nắp nó vậy anh. Chỗ nào nó tét vậy? Ở nắp nó vậy. Rồi mã 422, 1.300k anh em nha. Đó, một con bơm. Rồi 423, 1.200 luôn. Con này chuột táo chuột lôi bình thường, xéo được. Xéo được một bên anh em nha, rồi xoay. Xoay. Rồi xoay được luôn. Đó, giờ vệ sinh thêm thôi anh em nha. Đó, xoay được, xéo được. Dây điện cũng ok luôn, lưỡi 190 Hitachi 1050W. Mất thắng rồi anh em nha. Bóng điện thì có là mất hẳn. Mất hẳn rồi, chạy em đua. Bóng đèn thì có. Công tắc bóng đèn bị cứng luôn, qua gắm cái là tự sáng luôn em nha. Như lại nắp cái miếng cạp tre không có luôn. Đó. Đó, có mà. Có, nhưng mà bên này phải kéo xuống. Đó, nó có nằm trên đó, bị kẹt nằm trên anh em nha. Còn dưới này là không bởi đâu. Đó. Rồi con này 1.200 luôn em nha, mặt lưỡi 190. Đó, lưỡi 190, 1050W Hitachi sợi 7. Sợi 7 sợi 7 FH FSH. Rồi 1050W rồi ok, 1.200k anh em nha, 423 1.200. Rồi con này 424. Con này xéo được anh em nha, xéo được. Xoay thử. Lấy kịp bấm. Con này thì lưỡi 216 anh em nha. Con này lưỡi 216. Ở
Để dặn ra thử nó xoay được không. Xoay được anh em nhé, giờ vệ sinh thêm thôi. Đấy, xoay được xéo được lưỡi 26. Rồi bóp thử thắng thiết ok không? Con này xéo lại. Con này giờ anh em tháo ráp lại cái lưỡi nha, cái lưỡi nó ráp nó bị sao á, bị lệch hay sao á, rồi mà lên cho nên là máy nó rung. Gặp lên gặp xuống được không? Mẻ cái này ra nè. Lưỡi mẻ không? Lưỡi không mạch. Nguyên vàng ở đây anh em nha, đây mẻ nguyên vàng ở đây nó bị rung đấy. Nó mẻ nó mới rung đó. Rồi anh em giờ thay lưỡi luôn nha. Gặp lên gặp xuống được không? Kèm là sao luôn được anh, nhưng mà nó ri đây không phải này nè, cái nắp bảo vệ khi mà đè xuống là nắp bảo vệ nó phải đưa lên, nó mất cái lò xo đấy à. Mất cái lò xo hả? Mất ở chỗ nào? Nghiên cứu thử coi. Mất lò xo kìa. Cái này phải đưa vô, cái này phải đưa ra. Đấy. Rồi nó được, để xuống mới được. Rồi, con này chắc hàng bị lỗi rồi anh em nha. Con này bị lỗi cái gì đó em không biết luôn, đưa lên đưa xuống không được. Rồi 550 anh em nha, 550k. Đấy, 424 550 anh em về tự dọn nha. Máy thì chạy ok rồi đó. Nhưng mà gặp lên gặp xuống không được, cái lại răng nó bị mẻ. Đó, 424 550 luôn. Rồi con này 425, con này mày mất thắng hả? Lên xuống được, xéo được nè. Xoay. Dặn này ra. Xoay lại. Rồi xoay nó cũng bị sượng sượng anh em nha, tháo ra vệ sinh lại nha, nó cũng nhúng nhích thôi. Gặp lên gặp xuống được nè. Đấy. Nó không có như con kia, con này gặp lên gặp xuống được. Đây dây điện nó cũng chắp miếng ở đây anh em nha. Con này mất thắng rồi anh em nha. Đó, con này mất thắng rồi, như lại nó bị nguyên vô đây mất như miếng vậy này. Xuất ra. Nó bị xuất miếng ở đây luôn. Đó. Rồi ok. Coi lưỡi mày mẻ không? À, cái lưỡi này cũng như có như không luôn, lưỡi này lưỡi 190 anh em nha, có như không luôn. À, cái lưỡi này có cũng như không luôn. Rồi con này cũng 550 luôn. À, anh em giờ dọn lại luôn nha. À, 550k luôn. Hitachi lưỡi hai máy 216 mà cái lưỡi nó lưỡi 190 anh em nha, bỏ đi. À. Rồi con này là con Ulivac mã 426. Nó hút chân không anh em nha, rút ống ra luôn em. À, rút ống kìa, rút ống trên đó, ống trên. Rút đây. Đây. Nó hút chân không á. Rồi. Đây. Hút này anh em nha, đây, hút cái đầu này nè. Đấy, hút xong cái Imro luôn, hàng Ulivac này, Sinico nè. Chạy Imro anh em nha, đó, đây nè. Đó, nút Imro. Hút chân không á, rồi. Ống này là ống ra hơi. Ulivac Madin Yaban. Đây. 200W, 100V, 200W. Đó, mới tin à. Rồi, em này 1 triệu mã 426 1 triệu anh em nha, 426 1 triệu luôn. Rồi tiếp tục con này 427. Rồi xoay xéo chuột đầy đủ anh em nha, nhưng mà mất miếng ở đây thôi. Đó. 427 lưỡi nó cũng đẹp luôn anh em nha, lưỡi nó cũng đẹp luôn. Lưỡi 216 luôn, xoay 8 FB. Đó.
này nó bị tét miếng luôn, chạy ok nha, ok anh em nha, nắp này bị tét miếng luôn, xéo được, xay được, chuột được. Đó, anh em nào mà không cần ngoại hình thì con này thì ok nè. Quay lại dòng. Đó. Rồi, quay lại tiếp dòng. Lưỡi thì đẹp luôn. Lưỡi Makita Rin luôn anh em nha, có cái lưỡi nữa nè. Đó, nó đợi chữ Makita kìa. Lưỡi sáng gió. Rồi, con này nó bị mớp miếng trên này. Đấy. Cái gì mớp miếng trên này thôi mà mất giá trị anh em nha. Đó, bị chấn thương thôi mất giá trị rồi, 1.4 triệu. Đó, bình thường là nếu mà bình thường mà nó không mất miếng này nguyên vẹn thì 1.7 triệu anh em nha. 427 triệu 4 luôn, đi cho nó nhanh đi anh em. Rồi con này 428. Rồi, một em đục 21 ly. Đục 21 ly anh em nha. Gắn mũi vô luôn em. Mới tin anh em nha, đục 21 ly thì con này là con được cái tem nha. Thì nó là H55SB 1140W Hitachi đục 21 ly. Đấy, con mới thùng thiết, một máy một mũi, một tay nắm, hai tay nắm luôn anh em nha. Con này hai tay nắm hai bên. Nó có hai tay nắm luôn. Hai tay nắm hai bên. Một cái mũi, rồi một cái thùng. Rồi tổng giá trị của em nó là 1.100.000 anh em nha. Đó, 1.100.000. Uống 28 1.1. Có đâu hai con không bạn em. Đây có hai con trâu đất đây anh em. Hai con trâu đất này bao nặng luôn. Con này 64 kg. Đó, con này 64 kg. Con này hiệu của Mitsubishi gia băng đây anh em nha. Này, Mitsubishi gia băng đây. Đấy. Anh em chụp màn hình lại cái công suất của nó anh em nha, điện 100V á. Đấy, nhưng mà nó chạy nè, bớt này anh em. Tụ hư. Đó. Đó. Tụ nó hư rồi, nó già rồi anh em. Chạy không nổi đó. Đó, lại mất cái nắp luôn nè. Ra vô được, đó, quay được. Rồi, con này điện 100V. Hàng da băng anh em nha, đó, chỉ mất cái nắp thôi. Nặng 6 mấy ký à, ít lắm. Nhẹ lắm. Này tổng chiều cao nó là 90 lên tới đây. 92, 9, đâu 93 93. Đó, anh em giờ thay tụ anh em nha. Đấy, video quay sau là bán vậy luôn anh em nha. Nó con này chạy bị thiếu tua. Đấy, rồi. Gắn ở đây nè. Rồi 2.700.000 bao ship cho anh em nha. 429 2.7 luôn. Đó, 429 2.7. Còn em này 71 kg anh em à. Cũng nhẹ nhàng lắm. Con này 71 kg. Con nó về bắn ốc lại cái nắp đó anh em nha. Con nó về bắn ốc lại cái nắp đó. Đấu là công tắc luôn. Từ từ. Con này cái đầu 13 ly anh em nha. Giờ vệ sinh lại luôn nè. Đó, đầu 13 ly. Lên xuống được. Đầu 13, đầu ra vô đường em. Mấy con này đời da băng luôn anh em nha. Đời nó cổ thôi. Mà nặng lắm. Rồi cái dưới em, cái dưới. Quay được không? Đá ra thêm tí nữa. Cốt vuông. À, xây được á. Xây được. À, xây được anh em vô vệ sinh thêm qua nha. À, con này thì bao cổ bao nặng luôn. À, chạy 100V, 71 kg. Rồi con này thì 3 triệu anh em nha. 71 kg, 3 triệu. Máy chạy rồi. 4 30. Rồi 3 triệu. Đó, rồi cái con này thì quay lại em. Đấy. Hisama da băng nè, đấy. À Axi da băng 200W nè. Đấy, cái đầu lắc đầu em. Con này ba tay nắm đầy đủ anh em nha. Còn con này mới thiếu nè, con này thiếu ba tay nắm nè. Còn không cần test lại đâu, quay cái đầu nè. Cái đầu ra vô được không? Ra vô. Ra vô được tí xíu anh em giờ vệ sinh thêm nha, qua nha. Ra vô được tí xíu thôi. Ra hết luôn hả?
Rồi thả tay ra coi. À, ra hết luôn rồi. Đó. Rồi. 64kg, 71kg. Đó. Còn 429 thì nó là 2,7 triệu. 430 thì 3 triệu. Đấy, rồi kết thúc chương trình luôn anh em ha. Rồi, kết thúc chương trình. Chiều ngày hôm nay em cũng đuối quá rồi anh em, đi 2 ngày coi như không ngủ luôn. Đó, giờ nói nãy giờ video quay nói không có hào hứng, không có chút hơi luôn nè. Đấy. Rồi, bây giờ thì em sẽ kết thúc video đây để em cho mấy đứa em của em nó tăng ca tối nay, nó sẽ mấy bao hàng kia ra anh em. Đây hàng mới về anh em, đó đùa người bao la bắt ngát luôn anh em nha. Đó, hàng mới về, ngày mai giờ thêm 2 xe 40 tấn nữa anh em nha. Đó, sáng giờ mới có 1 xe thôi, sáng mai giờ thêm 2 xe nữa. Đây cô em nó đang đẩy xe bình vô đây nè, đó nó lựa mấy bao bình rồi đó, sáng tối để sáng ngày mai em xuống 2 xe hàng xong để tối ngày mai em làm chương trình nhờ chấn động địa cầu cho anh em tiếp nè. Đó. Rồi em xin kết thúc video ở đây anh em nha. Rồi chúc anh em một ngày coi như là một buổi tối nhiều sức khỏe hạnh phúc bên gia đình ha. Rồi em chào anh em nha.